Lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa nhật thứ 34 thường niên ngày 23 tháng 11 năm 2020 Xin chào anh chị em, chúng ta bước vào tuần lễ mới và cũng là tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ 2020. Đến Chủ nhật tới là chúng ta bước vào mùa xuân mới của giáo hội bằng Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, chúng ta nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời vẫn còn đang trong tháng các linh hồn. Trong tháng các linh hồn, giáo hội cho phép chúng ta lãnh ơn toàn xá, tức là ơn đại xá để cầu nguyện cho những người đã qua đời, nhường cho họ. Ơn toàn xá hay ơn đại xá là ơn tha những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Ơn tiểu xá là tha một phần hình phạt đáng chịu vì tội. Và trong tháng các linh hồn, chúng ta có 8 ngày, bất cứ ngày nào trong tháng này nếu anh chị em chưa làm thì chúng ta còn một tuần lễ cuối để chúng ta thực hiện là mỗi ngày đi viếng đất thánh hoặc là đi viếng nhà chờ phục sinh tức là nơi gửi hài cốt những người thân yêu của mình thì chúng ta được một ơn toàn xá khi đi viếng chúng ta đọc một kinh lệnh cha một kinh tin kính cầu nguyện theo đức thánh cha để lãnh ơn toàn xá mỗi ngày một lần trong 8 ngày tháng 11 trước thì từ ngày mùng 1 đến mùng 8 nhưng mà vì cơn đại dịch này thì Đức Thánh Cha Francisco cho phép mình làm bất cứ ngày nào trong tháng 11. Hôm nay đã là ngày 22 rồi, chúng ta còn đúng 8 ngày nữa. Nếu ai chưa kịp làm thì tranh thủ trong tuần lễ này mỗi ngày chúng ta đi thăm viếng nghi trang hoặc là thăm viếng nhà hay cốt nha. Mình cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời rồi những người thân yêu ấy khi lên thiên đàng sẽ lại cầu nguyện cho chúng ta những người đang sống trên dương thế này gọi là tín điều các thánh cùng thông công, cho nên không có linh hồn nào gọi là mồ côi, vì tất cả đều hiệp thông với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, trong tuần lễ cuối chúng ta tiếp tục cầu nguyện để chúng tôi đến thăm những gia đình nạn nhân của lũ lụt ở miền Trung, đặc biệt là ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, những nơi bị rất là nặng. Chúng tôi đã đi một đợt từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11. Bây giờ tiếp tục đợt uh, đi thứ hai trong tháng 11 này để thăm những bài uh, giúp đỡ những gia đình nạn nhân của lũ lụt ở Quảng Bình. Rồi đến tháng 12 chúng tôi sẽ tiếp tục là chương trình quà mua giăng sinh cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Xin giem cầu nguyện để có nhiều bàn tay đưa ra chia sẻ giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ hai tuần thứ 34 thường niên, bài đọc 1 năm chậm, sách khải huyền chương 14 câu 1 đến câu 3 và câu 4b đến câu 5. Bài trích sách khải huyền của thánh Gioan tông đồ. Tôi là doan tôi thấy kìa con chiên đứng trên núi Sion. Cùng với con chiên có 144.000 người mang danh của con chiên và của cha con chiên ghi trên trán. Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe tự hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gầy đàn vừa hát. Họ hát một bài ca mới trước Ngài Thiên Chúa, trước bốn con vật và các vị kỳ mục không ai có thể học được bài ca này. Ngoài 144.000 người đã được chuộc về từ mặt đất. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và con chiên. Chẳng ai thấy miệng họ nói dối, không ai chê trách họ được. Đó là lời Chúa. Mình xem lập lại câu đáp. Lạy Chúa đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thanh nhan Ngài. Chúa làm chú trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chú hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất người dựng trên biên ca, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Ai được lên nuôi chúa, ai được ở trong đền thanh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng người ấy sẽ được chúa ban phúc lành được thiên chúa cứu độ thường công xứng đăng. đây chính là dòng dõi những kẻ kim tìm người tìm thanh nhan thiên chúa nhà gia cóp lạy chúa đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kim thanh nhan ngài Alleluia, Alleluia. Anh em hãy tình thức và hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Alleluia. Mời anh chị em mở tin mừng theo Thánh Luca chương 21 câu 1 đến câu 4. Luca 21 câu 1 đến câu 4. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, người ngước mắt lên nhìn thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dân cúng của họ vào thùng tiền người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kém người liền nói thầy bảo thật anh em bà quá này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết quả vậy tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dân cúng còn bà này tuy thật túng thiếu đã bỏ vào đó cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Phan Cô đã nhắc nhủ các tín chức hồng y hãy sống khiêm tốn, khắc khổ để phục vụ, xa tránh những phù phiếm, hào nhoáng, hư danh và hãy có tinh thần phục vụ. Trên đây là nội dung lá thư mang chữ ký ngày 25 tháng 10 năm 2010, 2020 vừa qua của Đức Thánh Cha Phan Xích Cô, gửi các tín chức hồng y được ngài trong mũ đỏ trong công nghị ngày 28 tháng 11 sắp tới. Ngài vốn có thói quen gửi thư nhắn nhủ các tín chức hồng y như vậy kể từ công nghị bổ nhiệm Hồng Y đầu tiên trong triều đại của Ngài hồi năm 2014. Báo trực tuyến ở Tây Ban Nha truyền đi ngày 13 tháng 11 vừa qua đã đăng bản sao lá thư ngắn của Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y tân cử Philippe Azimende Esquivel, 80 tuổi, người Mexico, nguyên giám mục giáo phận San Cristobal, để la Sazas. Lá thư có đoạn viết, Người anh em sẽ nhận được lời chào thăm và tâm tình gần gũi do nhiều người quý mến. Hãy chấp nhận những điều đó với tinh thần đơn sơ. Giữa những vui mừng ấy, trong tâm trí, người anh em hãy nhớ kỹ cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và thứ sáu tiếp theo đó. Đức Hồng Y tân cử Azimendi nói, Đức Thánh Cha muốn xóa bỏ những gì được gợi lên với chức vị Hồng Y như biểu tượng quyền lực, sự xa hoa và phù phiếm. Với giọng văn thân mật và quý mến, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi vị Hồng Y hãy sống tinh thần, khiêm tốn và phục vụ ngay từ những dòng đầu tiên của lá thư. Tôi mong ước rằng ơn gọi mà Chúa gửi đến người anh em làm cho người anh em tăng trưởng trong tinh thần khiêm tốn và phục vụ. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các hồng y mới hãy làm sao để các buổi lễ mà các tín hữu tổ chức để mừng tân hồng y được diễn ra thật đơn sơ tránh mọi tinh thần thế tục. Ngài cũng hứa cầu nguyện cho tân hồng y để vào cuối đời có thể thưa với Chúa, con không bao giờ đặt ánh sáng của Chúa dưới gầm giường. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco gửi lá thư cho các tín chức hồng y với những lời lẽ rất đơn sơ nhưng thật là thấm thía chân thành và cũng mời gọi các tân chức suy nghĩ nhiều và mời gọi mỗi một người chúng ta, đặc biệt là các linh mục tu sĩ cũng phải suy nghĩ. Vì có những lễ tạ ơn các tân linh mục tổ chức quá rầm rộ, tốn kém, hoặc là những lễ tạ ơn của các tu sĩ hay là những lễ mừng ngân khánh hôn phối hay là ngân khánh linh mục hay là đám cưới vân vân tổ chức quá rình rang, quá tốn kém và mang tính phù phiếm nhiều. Cho nên Đức Thanh Cha nói thẳng, nói thật đó là người anh em sẽ nhận được những lời chào thăm và tâm tình gần gũi do nhiều người quý mến. Hãy chấp nhận điều đó với tinh thần đơn sơ. Chứ không phải là hãnh diện, hãnh tiến gì. Giữa những vui mừng ấy, trong tâm trí người anh em hãy nhớ kỹ về cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và thứ sáu tiếp theo đó anh em còn nhớ chủ nhật lễ lá vạn tuế còn vua David vinh quang lắm nhưng cũng vị vua ấy ngày thứ sáu đóng đinh nó vào thập giá đóng đinh nó vào thập giá cho nên vị hồng y tân cử cảm nhận thấy rằng là đức thánh cha muốn xóa bỏ đi những gì được gợi lên với chức vị hồng y như biểu tượng của quyền lực, sự xa hoa và phù phiếm. Chúng cha muốn xóa bỏ cái đó đi. Xóa bỏ cái mà cứ lên chức là bắt đầu cảm thấy mình có quyền lực, rồi bắt đầu có sự sống xa hoa và hãnh diện về những cái người ta tung hô vạn tuế mình, vì đó chỉ là phù phiếm mà thôi và mong ước người nghiêm tăng trưởng trong tinh thần khiêm tốn và phục vụ. Và làm sao để các buổi lễ mà các tín hữu tổ chức mừng tân hồng y được diễn ra thật đơn sơ tránh mọi tinh thần thế tục, không phải là vinh quy bái tổ, không phải là mình được nâng lên hàng khanh tướng, nhưng mà thực sự thấm nhuần tinh thần của Chúa là ánh sáng, sự sáng của các con. Những việc lành của các con phải chiếu sáng những vì sao trên vòng trời. Các con là ánh sáng, ngọn đèn đặt trên giá để soi sáng cho mọi người. Chứ không phải là ngọn đèn mà con không bao giờ đặt ánh sáng của Chúa ở dưới gầm giường. Có nghĩa là gương mù, gương xấu. Có nghĩa là chẳng có gì tốt lành cả ngoài cái chức tước được phong ngoài những cái địa vị cái danh vọng của thế gian bàn tặng mình mà thôi thì đó là điều mà lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ những cái gì nhỏ bé khiêm tốn lại là có giá trị vô cùng trước mặt Chúa mấy đồng hai đồng tiền xu của bà quá đóng góp lại có giá trị hơn những người mà Chúa nói những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào hòm dân cúng, thưa anh chị em. Nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ tư năm nay, đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu vượt thắng thay đổi dựng dưng và ít quan tâm quảng đại giúp đỡ những người nghèo túng bất hạnh, đặc biệt những nạn nhân của đại dịch trên thế giới. Ngày thế giới người nghèo lần thứ tư năm nay được cử hành với chủ đề Hãy dơ tay bạn cho người nghèo Hãy dơ tay bạn cho người nghèo Trích trong sách Huấn Ca Đoạn 7 câu 32 Trong sứ điệp Đức Thanh Cha khẳng định rằng Lòng quảng đại nâng đỡ người yếu An ủi người sầu muộn Thoa dịu đau khổ Trả lại phẩm giá cho người bị tước đoạt mất Quảng đại là điều kiện để được một cuộc sống hoàn toàn xứng với con người việc chọn lựa quan tâm đến những người nghèo để ý đến bao nhiêu nhu cầu của họ không thể tùy thuộc thời giờ chúng ta có hoặc những lợi lộc riêng hay những dự án mục vụ hoặc xã hội vô hồn chúng ta không thể bóc nghẹt sức mạnh của ơn thanh chúa vì xu hướng vị kỷ muốn luôn luôn đặt mình ở vị trí thứ nhất. Chúng ta không thể bóp nghẹt sức mạnh của Thánh Chúa vì sự vị kỷ muốn luôn luôn đặt mình là vị trí thứ nhất. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngày nay chúng ta thấy hàng ngày có bao nhiêu bàn tay dơ ra để giúp đỡ tha nhân. Nhưng rất tiếc điều vẫn luôn xảy ra là sự vội vã vẫn kéo vào cơn lốc của sự dừng dưng đến độ người ta không còn biết nhận ra bao nhiêu điều thiện được thực hiện hàng ngày trong thinh lặng và quảng đại những tin xấu tràn ngập các trang báo chí các màn truyền hình những phương tiện truyền thông đến độ làm cho chúng ta nghĩ rằng sự đắc ác đang hiển trị sự ác đang hiển trị nhưng không phải như vậy. Dơ tay, dơ tay ra là một dấu chỉ nhắc nhớ ngay cho chúng ta sự gần gũi, liên đới, yêu thương. Trong tháng này, toàn thế giới như thể bị tràn ngập thứ virus mang lại sự đau khổ và chết chóc, u sầu và lạc hướng. Chúng ta đã có thể thấy bao nhiêu bàn tay dơ ra để giúp đỡ, đại dịch này xảy ra bất ngờ và giữa lúc chúng ta không được chuẩn bị để lại một cảm giác lớn về sự ngỡ ngàng và bất lực. Nhưng bàn tay dơ ra cho người nghèo không phải là điều bất ngờ. Đúng hơn, nó chứng tỏ cách thức chúng ta được chuẩn bị nhận ra người nghèo để nâng đỡ họ trong thời kỳ cần thiết. Chúng ta không bất ngờ sáng chế ra những phương thế của lòng thương xót. Chúng ta không bất ngờ sáng chế ra những phương thế của lòng thương xót. Cần có một sự tập luyện hàng ngày đi từ ý thức rằng chính chúng ta là những người đầu tiên đang cần được một bàn tay dơ ra hướng về phía chúng ta. Chính mình đang cần một bàn tay dơ ra hướng về phía mình. Rồi khi mình cảm nhận được mình được một bàn tay dơ ra hướng về phía mình trong lúc mình đau khổ, mình buồn bã, mình chán nản, mình thất vọng, mình khó khăn mà mình vẫn được một bàn tay dơ ra thì lúc đó chúng ta cũng phải và sẵn sàng dơ bàn tay của mình ra về phía những người nghèo. Đó là điều mà thương chị em và các bạn chúng ta thấy giơ bàn tay ra với những người nghèo với tất cả tấm lòng của mình như là cái bà quá trong bài tin mừng ngày hôm nay với tất cả tấm lòng chứ không phải những sự dư thừa của những người lắm của nhiều tiền đôi khi họ thích làm những cái đó ở chốn công khai được phương tiện truyền thông đưa lên là những đại ân nhân đã dân cúng cái này dân cúng cái nọ dân cúng cái kia rồi có được các đấng các bậc chứng kiến chúc lành họ thích làm cái điều đó hơn là âm thầm lặng lẽ như là cái bà quá bà ấy đâu có cái gì đâu ngại ngùng bẽn lẽn có khi còn kín đáo làm sao mà bỏ cái đồng xu vào cái thùng tiền cho nó thật là nhẹ để nó khỏi kêu nhưng mà khốn nỗi tiền nó ít xu nó đụng vào cái thùng tiền nó kêu cách một cái keng một cái Đức Giêsu nhìn thấy, Đức Giêsu nghe thấy bà bẽn lẽn. Có khi bà còn thấy mặc cảm vì có là gì đâu. Nhưng mà Chúa không phải chỉ nhìn thấy cái đồng tiền hay là nghe thấy tiếng kêu của đồng tiền, nhưng Chúa nhìn thấy tâm lòng và Chúa nghe được tiếng trái tim của bà hay đập. Không phải nghe tiếng đồng tiền cái đồng keng đồng nhỏ xíu. Nhưng mà vì đồng tiền lẻ chẳng đáng gì nó đúc vào cái thùng tiền nó kêu cái keng nhưng mà chúa nghe được trái tim của ba đang thổn thức cùng một nhịp đập với trái tim của những người nghèo khác cho nên ba không tiếc gì với chúa không tiếc gì với tha nhân sẵn rằng dân cúng dân hiến cái mà bà ấy đang cần thiết chứ không phải cái mà bà ấy dư thừa và Đức Thanh Cha mời gọi chúng ta giơ tay của mình ra với những người nghèo giơ tay ra với tất cả trái tim của mình giơ tay ra với tất cả những lòng khao khát mong muốn là tôi cũng cần được thương xót cần được cứu giúp khi tôi giơ tay ra có bàn tay hướng về phía tôi thì bây giờ bàn tay ấy là bàn tay của giê xu bàn tay của lòng thương xót đã cứu vớt tôi đã nâng đỡ tôi đã dìu dắt tôi đã đưa tôi lên từ chốn vực sâu từ cái nghèo túng về vật chất lẫn tinh thần Bây giờ tôi có rồi của ăn của đẻ Bây giờ tôi được tinh thần minh mẫn, khỏe mạnh Bây giờ tôi được sự bình an Thì tôi cũng phải đưa tay ra hướng về những người khác Nhất là những người nghèo Nghèo vật chất, nghèo tinh thần Làm sao để cho thấy được rằng là Qua tôi thì hình ảnh của Chúa Giêsu lòng thương xót Đang giơ tay ra để nắm lấy họ Họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa Cho nên khi mà tôi nói với anh em Khi chúng ta đi làm việc bác ái Khi chúng ta đi chia sẻ Mà không đem lòng thương xót của Chúa đến Mà cứ sợ Ngại Bảo thôi mình đi làm việc bác ái thôi Cứ đưa vật chất đến thôi Mì, gạo, tiền vân vân đến thôi Rồi quay phim, rồi chụp hình Rồi phỏng đồng... vấn, rồi lên mạng các thứ Hoàn toàn mang cái cách xã hội Thì nếu như thế nếu như thế thì anh chị em mình có khác gì những tổ chức xã hội từ thiện ở ngoài đời không thấy không ạ? Có khác tới khác gì đâu, ngoài đời họ cũng làm như vậy. vậy thì mình khác ở chỗ nào? làm sao mà để cho họ thấy được rằng là qua cái công việc của mình đang làm đây chính Chúa đang giơ tay ra nắm lấy họ, họ cảm nhận được như vậy. cho nên chúng tôi nói thẳng, nói thật, nó rất rõ là đây lòng thương xót Chúa, đây món quà của lòng thương xót Chúa, đây những cái máy để anh chị em nghe giảng, này. tâm hình lòng thương xót Chúa để anh chị em đem về nhà để mà thờ, đây chẳng Chúa mân côi, Chúa lòng thương xót đây, và phải có đấng này mới giải quyết được tận căn cái sự đục túng nghèo, sự đau ốm bệnh tật của anh chị em. Còn không thì chỉ là xoa dầu cù là thôi chúng không chỉ là chữa cháy thôi Mà không chữa tận căn được Thưa anh chị em Và làm sao để cho họ cảm nhận được rằng là Qua cái biến cố này Qua cái công việc này Qua những món quà này Người ta đón nhận được Chúa Giêsu Đứng nhiều lòng thương xót đến với họ Chúa Giêsu đứng mà nhìn thấu tâm lòng của họ Như nhìn thấu tâm lòng của bà quá Chúa Giêsu đánh giá con người Không phải bởi những cái hào nhoáng bên ngoài Không phải bởi cái số lượng Nhưng bởi tâm lòng và bởi chất lượng bởi cái thiện trí bởi cái thiện ý chứ không phải là bởi những cái tuyên bố hoanh hoang hay là những hình thức phô diễn bên ngoài không thưa anh chị em không và những con người như thế là những con người mà trong bài đọc một thánh doan nói rằng là họ chẳng ai thấy miệng họ nói dối không ai chê trách họ được những người mà được chúa biến đổi những người mà được đụng chạm với lòng Chúa thương xót mà sẵn sàng đưa tay ra với anh chị em của mình là những người mà sách Hải Huyền của John Tông Đồ thấy rằng là họ đã được chuộc về từ giữa loài người làm của đồng mùa dâng lên Thiên Chúa và con chiên chẳng ai thấy miệng họ nói dối không ai chê trách họ được có sao thì nói vậy đừng dối gian đừng nói quanh đừng làm láo báo cáo hay đừng có môi miệng đừng có làm ít mà xít ra nhiều, đừng có um, diễn văn nói thật là nhiều, nói thật là hay mà làm chẳng bao nhiêu. đi từ thiện bác ái cho thì ít mà diễn thì nhiều, biểu diễn cho mọi người thấy. cái bà cái quá này bà có cần ai thấy đâu? ngay cả chúa bạn cũng còn không muốn cho chúa thấy. Mà. như là Phostina nói rồi lúc tôi bị đau khổ tôi muốn giấu luôn cả chúa nữa. đấy không kể công kể lanh gì cả vì đã yêu rồi mà cảm nhận rồi biết rồi đâu cần phải phôi diễn nữa. đâu cần phải phô diễn nhưng mà người ta thích phô diễn cho thiên hạ thấy cái điều đó thấy việc bác gái họ làm mà nếu mình làm như thế thì mình đâu có khác gì những tổ chức từ thiện khác những tổ chức xã hội khác làm sao mà phải cho người ta thấy rằng là đó tâm lòng đó là tâm lòng của thiên chúa trao cho chị cho anh đó chúng tôi cũng là người mà được Chúa đưa bàn tay ra nắm lấy thì bây giờ Chúa cũng dùng bàn tay tôi để đến với anh chị em để cho anh chị em cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa nghe được nhịp đập của con tim và thấy được tâm lòng của mỗi người và khi chúng ta thấy được rằng là không cần phải thiên hạ để ý mà cũng chẳng quan tâm thiên hạ nói tới nói lui phê bình nhận xét gì cả khen chê Chẳng cần bận tâm Chỉ cần tâm lòng ta với Chúa thôi Chỉ cần Chúa biết được tâm lòng của ta Và ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa Như thế là quá đủ rồi AMEN bình thương xưa Hồn con say xưa trong thanh Niềm tin dâng cao theo bước chân Đời con không nại mờ An đêm buông xuôi, còn con ăn vui trong giấc ngủ. Tình yêu dâng cao theo tiếng lòng, Chúa là nơi con cậy trông.